Organic nổi bật thuộc Vinhomes Global Gate Global Gourmet, nơi tinh hoa ẩm thực quy tụ. Hành trình đánh thức vị giác qua ẩm thực năm châu, nơi vị giác những thực khách sành ăn bậc nhất cũng sẽ thăng hoa. Global Gourmet, tâm điểm ẩm thực tinh hoa trong lòng Vinhomes Global Gate, sở hữu quy mô 3,8 hecta cùng với một tầng hầm thông xe rộng 3 hecta. Global Gourmet được quy hoạch thành 4 khu phố ẩm thực đặc sắc, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Indochina và châu Âu. Linh hoạt công năng, dễ dàng kết nối hàng nghìn lượt khách. Sôi động 4 mùa, kinh doanh sầm uất, sở hữu những không gian thiết kế đặc trưng. Mỗi dãy phố của Global Gourmet sẽ mang đến một trải nghiệm ẩm thực độc đáo riêng. Ẩm thực Đông Dương với sự mộc mạc và tinh tế, mang đến hương vị hài hòa của thiên nhiên. Ẩm thực Hàn Quốc là sự hòa quyện giữa vị cay nồng và ngọt dịu, tập trung vào sự lên men và độ tươi mới của những món nướng, mang đến sự ấm áp và đậm đà. Ẩm thực Nhật Bản tối giản và thanh khiết, tôn vinh hương vị tự nhiên của nguyên liệu với kỹ thuật chế biến khéo léo, cân bằng giữa sự tinh tế và vẻ đẹp thị giác trong từng chi tiết. Ẩm thực châu Âu mang tới sự phong phú và sang trọng, mỗi bữa ăn là sự kết hợp của nghệ thuật, từ cách bày biện cho đến hương vị phong phú đầy chiều sâu. Vừa thưởng thức những món ăn hấp dẫn, thực khách vừa được dạo công viên vườn tượng châu Âu, công viên cảnh quan tuyến suối dòng chảy Phương Đông. Cuộc du ngoạn không bao giờ kết thúc của vị giác và hương vị tại Global Gourmet.